Hoàng chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình Quả Cầu Bí Ẩn. Quản gia Minh Sùi xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị. Và khung giờ quen thuộc của chương trình là 11 giờ trưa hàng tuần trên kênh VTV3. Vào ngày thứ bảy cuối tuần chắc chắn sẽ có rất là nhiều điều hạnh phúc bên gia đình, đúng không ạ? Đừng bỏ qua những giây phút này đến với ngôi nhà phép thuật. Tại đây sẽ có rất là nhiều quả cầu bí ẩn được mở ra bởi những vị khách mời khi đến với chương trình mong muốn truy tìm kho báu mà chủ nhân của em đã cất giấu ở một địa điểm nào đó. Tổng giá trị kho báu này lên tới 200 triệu đồng. Dạ, nhà em còn một nhân vật rất là đáng yêu, dễ thương, bé bỏng. Dạ, bé Bự. Vỗ tay bé Bự nhà em. Giỏi dữ lắm. À, nhìn bé bé vậy thôi chứ là luôn luôn có những cái câu hỏi thách đố khách mời rất là hay ho luôn, rất gì vậy này nọ nha. Và ngày hôm nay để xem những người chơi của chúng ta có đủ nặng ký để vượt qua thử thách hay không, hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ với họ nhé. Xin mời. Rồi smartphone luôn luôn bên mình, rồi tự cảm thấy ok vì bạn bè đây đưa muốn quen một ai, muốn yêu một ai, rồi lúc xa rời nhau nói đâu khó vội vàng. Thật sự cảm giác khi được yêu nó rất là thiêng, mà bao buồn đau thì thôi mình cứ yêu nhau. Yêu đi đi ca khúc mở màn đến từ Phương Trinh Jolie. Cảm ơn Phương Trinh nhé. Càng ngày hát càng hay. Đây là sản phẩm mới nhất của Phương Trinh đúng không? Đừng quên ủng hộ cho Phương Trinh Jolie nha. Hôm nay thì Trinh cũng như là tất cả ba thành viên còn lại rất là vui khi có mặt tại chương trình Quả Cầu Bí Ẩn. Ca khúc vừa rồi mang tên là Yêu Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Bài này là mình mua đó Trinh, đúng không? Hay là mình được tặng Trinh mà mình không mua? Không phải, tại vì không biết giới thiệu là cái gì. Ảnh có một cái nickname là anh Bi đẹp trai à. Nhưng mà cái tên chính là Nguyễn Hoàng Duy. Đó, cho nên đang suy nghĩ không biết là mình nên giới thiệu cái nickname dễ thương của ảnh hay là cái tên của ảnh. Nhưng mà thôi, Nguyễn Hoàng Duy thì Nguyễn quý vị. Hoàng Duy dạ. Ngày hôm nay đi cùng với Phương Trinh sẽ được giới thiệu Lý Bình. Nói gì đi Bình, trời giới thiệu là phải nói chứ.
Hôm nay là lần đầu tiên Lý Bình đến với chương trình của Cậu Bí Ẩn. Thật sự thì mùa trước mình cũng đã có xem qua rồi mà chưa có được chơi, cho nên mùa này rất là háo hức. Dạ. Mà mùa này được gặp Minh Xù nữa cho nên vui. Cảm ơn Bình. Không biết là gặp Minh Xù trong chương này thì Bình có muốn nói gì với Xù không? Không. Tôi cũng sẽ đứng với bạn ở trên đây để trả lời câu hỏi đó. Thì bạn có muốn gửi gắm gì không thì tùy bạn. Xù ơi, bây giờ cảm ơn nói bạn đi, hết được nha. Và xin được giới thiệu người chơi đã từng tham gia ở mùa 1 rồi và muốn quay trở lại đây phục thù với chương trình, đó chính là Hà Anh. Yeah. Anh ơi. Em tới đây không có phải để phục thù anh. Ủa chứ tới đây làm gì nữa? Em tới đây để chơi. Để chơi? Một cách nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi. Tinh tế và tinh tình cảm. Tình cảm. Hết. Hết. Dạ. Con người tiếp theo trong bộ tứ gia đình khi tham gia chương trình tuần này, đó chính là Tia Hải Châu. Chào quý vị khán giả, chào anh Minh Xù. Hôm nay Tia là lần đầu tiên đến đây và cảm thấy quả cầu này đúng là bí ẩn. Xin chào tay cho bốn người chơi bước vào vị trí của mình ngày hôm nay. Xin mời. Trời ơi, đẹp đội hình ha, đen đen trắng trắng. Yeah. À, mà cái chiều cao nó cũng là một, tạo một cái vùng trũng luôn. Vô giữa là coi như anh, bao bọc hai bên hả? Đó người ta gọi là chữ V, đó là victory. Victory là chiến thắng. Hay lắm. Rồi bây giờ anh cần là xác định đội trưởng ạ. Dạ anh Bình. Chúng ta sẽ có 3 cấp độ với 8 câu hỏi thử thách cho 4 người chơi. 8 quả cầu bí ẩn được phân chia thành 3 cấp độ. Cấp độ 1, quả cầu số 1, số 2, số 3, số 4. Cấp độ 2, quả cầu số 5, số 6, số 7. Cấp độ 3, quả cầu bí ẩn số 8. Mỗi quả cầu sẽ có những sợi dây màu tương ứng với các đáp án để lựa chọn. Trong thời gian quy định, người chơi cần phải cắt đi những sợi dây tương ứng với đáp án sai. Nếu cắt vào dây đáp án đúng, người chơi sẽ phải nhận hậu quả rất khủng khiếp. Ở cấp độ 1, mỗi quả cầu có 4 sợi dây, thời gian để giải mã là 1 phút. Ở cấp độ 2, mỗi quả cầu có 5 sợi dây, thời gian để giải mã là 1 phút. Và đây là quả cầu bí ẩn số 8. Quả cầu chứa đựng ma lực mạnh mẽ nhất. Quả cầu số 8 sẽ có 8 sợi dây và thời gian giải mã là 2 phút. Rồi, bây giờ xin mời đội trưởng, chúng ta sẽ sử dụng nhân vật nào để đem ra thi đấu trước ạ? À, hiện tại thì mình cũng đã xếp luôn cái đội hình để đi ra sân rồi đó. Ô vậy luôn hả? Thì đây, qua đây. À, 1, 2, 3, 4 luôn. Đúng vậy. 4 luôn. Vậy thì tôi xin xác định cho các bạn, hiện nay tại vị trí vùng đất rất hạnh phúc này, mỗi bạn đang có trong tay 50 triệu đồng. Wow. Chưa bao giờ mà mình thấy giá trị của mình nó nhiều như vậy đó mình. Tiền có phải là mục đích của các bạn hay không? Đúng vậy. Hả? À, không. Kiến thức là mục đích của chúng mình. Hay đúng lắm. Không các bạn? Nhưng mà tiền ở trên hết. Tại vì không có tiền, không có tiền đóng tiền học, sao có kiến thức được? Đúng rồi. Nói thuận lợi hay không là cái người mở hàng đó. Không, tại vì hôm nay á, thường người ta nói màu đỏ, màu vàng, màu nói chung màu màu nổi là màu may mắn. Dạ. Nhưng mà màu may mắn của Trinh đó là màu đen, tại vì nó hợp phong thủy. Màu đen là một cái màu mà gồm tất cả các màu trộn lại mới ra màu đen. Cho nên màu đen là tất cả các màu may mắn trộn lại vô em. Sao nghe dơ quá vậy? Ừ, bây giờ mình ra mình chơi luôn nha. Một đá hỗ tay cho Phương Trinh Charlie. Bây giờ Trinh đã ổn định vị trí của mình. Tất cả quý vị khán giả cũng đang hồi hộp chờ đợi xem quả cầu bí ẩn đầu tiên sẽ là gì. Chúng ta hãy cùng nhau đừng chuyển tần số, chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Quay trở lại với quả cầu bí ẩn. Trinh biết không? Trinh đứng cạnh quả cầu này, nhìn Trinh giống như là một mụn phù thủy. Tiên hắc ám, tiên hắc ám, tiên hắc ám. Đúng. Maleficent đó. Nào, tạo dáng Maleficent với quả cầu hai. Rồi, dáng này Maleficent. Ủa, cái đó là cái sừng đó. Đúng. Ok, bây giờ vô dáng đi, vô dáng. Hai, lên. Trinh
Trinh thân mến, quả cầu thì đã sẵn sàng, còn Minh thì sẽ dành cho Trinh những món đồ rất giá trị khi tham gia trò chơi này. Đầu tiên sẽ là chiếc kính ma thuật. Hãy nâng niu nó như nâng niu cái tình yêu của chính bản thân mình. Chưa dừng lại ở đó, Trinh hãy nhìn đây, đây chiếc kềm ma thuật. Hơi nặng. Với cái mắt kính này sẽ nhìn thấu được những đáp án. Ghê vậy? Thấy ghê chưa? Sẽ biết được màu nào để mà mình cắt. Ô, Trinh bị mù màu. Rồi ok, một cái bài test về màu bắt đầu. Màu này màu gì? Màu đỏ nè. Gì? Có cái chính xác gì cho người mù màu không anh tổ chức? Đeo cái kính ma thuật này là vô. Là nó chỉnh là con mắt luôn. Chỉnh là con thấy mắt. Thấy ghê quá rồi. Thấy ghê quá nè. Hey, màu gì? Màu xanh dương. Trời ơi. Thấy ghê quá. Rồi, màu này màu gì? Màu xanh lá cây. Rồi, Trinh ơi, Trinh sẵn sàng tham gia trò chơi rồi chứ. Sẵn sàng rồi. Không nhận cái kiến này ghê quá. Nhờ Trinh mà cái kiến này nó có giá trị đó Trinh. Ôi, thiệt luôn. Cầm cái kềm này lên. Trinh nhìn Trinh giống Tho quá. Tho là cái búa bà ơi. Em của Tho, cái kềm. Là cái kềm. Rồi, quả cầu bí ẩn số 1 của chúng ta sẽ mở ra 4 đáp án gợi ý cho Phương Trinh. Xin mời. Tết Hàn Thực. Vu Lan. Tết Đoan Ngọ. Và Tết Trung Nguyên. Mới vừa nghe ra 4 cái đáp án này thì không biết là Trinh nghĩ ngay tới câu hỏi sẽ liên quan về điều gì? Ngày nào sẽ được lì xì? Ngày nào sẽ được lì xì, đúng, sẽ là ngày Tết. Nhưng mà trong đây thì Tết Đoan Ngọ là Tết cung trùng của Vu Lan, Tết nửa năm thì không ai lì xì. Tết Vu Lan là của ba mẹ. Báo hiếu. Báo hiếu. Mùa Vu Lan báo hiếu. Không biết Tết Hàn Thực là gì? Là Tết này là sẽ đi ăn những cái món ăn Hàn Quốc. Hàn Quốc. Phải không? Thực phẩm Hàn Quốc. Tết Trung Nguyên là uống cà phê. Trời ơi. Rồi, chúng tôi sẽ mở ra câu hỏi số 1 khởi động dành cho Phương Trinh. Xin mời. Trời ơi. Ngày 5 tháng 5 âm lịch, ngày diệt sâu bọ còn có tên gọi khác là gì? 1 phút bắt đầu. Ngày. Cắt từng giây nha. Cắt từng giây ha. Giây đầu tiên nè. Tết Trung Nguyên uống cà phê, mình không thích cà phê, mình cắt. Mình không uống cà phê. Đáp án là chính xác. Mới có 1/4 chặng đường thôi mà. 50 giây tiếp tục. Tết Hàn Thực, không biết câu này. Không thích ăn món Hàn cho lắm. Trời. Mặc dù mình thích coi phim Hàn Quốc. Trời. Mình cắt. Quá hợp lý. 40 giây còn lại để về đích. Mời Phương Trinh tiếp còn tục. Còn lại Tết Đoan Ngọ và Vu Lan. Vu Lan là ngày Tết dành cho bố mẹ. Mà nó là diệt sâu bọ. Thấy là không đúng, cắt luôn. Màu vàng cắt luôn. Dám nói này. Sự cha mẹ mà sâu bọ không đúng. Trời ơi, không hồi hộp luôn á. Hết hồn chú mơ. Quý vị thân mến, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, người ta hay gọi là ngày Tết Đoan Ngọ. Và đặc biệt hơn hết là theo dân gian có một cái tên gọi là Tết Diệt Sâu Bọ. Theo tích truyện dân gian của nhiều nước châu Á thì ngày này được hiểu là ngày lễ để có thể cầu xin thần tiên bảo vệ mùa màng cho người dân. Câu hỏi đầu tiên rất là dễ luôn dành cho mình. Thường thì cấp độ sẽ tăng lên từ từ. Kiểu như là mình khởi động ha. Khởi động thôi. Và bây giờ mời Phương Trinh đọc một câu thần chú nào đó để quả cầu bí ẩn số 2 xuất hiện. Ra bla su siu. Cầu ơi lòi lên. Và cầu đã trồi lên thì bây giờ sẽ có câu hỏi trượt ra. Vâng. Và câu hỏi này nó ẩn mình thông qua một đoạn nhạc vang lên ngay sau đây. Oh. Music.
cho con từng câu chân thành, từng phút giây khi con còn thơ bé. Và bây giờ chúng ta sẽ mở ra thử xem bốn đáp án ở quả cầu bí ẩn số 2 sẽ là gì. Xin mời. Hôm ba ba da con gái, về nhà đi con, hoa hồng trên ngực trái, cua lại vợ bầu. Trinh ơi, có đang đoán ra cái gì được không Trinh? Ca khúc này nằm trong bộ phim, nhạc phim của bộ phim nào? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bật mí câu hỏi nhé. Xin mời. Giai điệu vừa rồi là nhạc phim của bộ phim nào? Rất là chính xác, Vương Trinh đã suy luận. Và chúng ta sẽ có 60 giây để trả lời. 60 giây, bắt đầu. Cua lại vợ bầu chắc là không phải đâu. Cắt giây này trước đi. Suy nghĩ nha Trinh nha. Tại vì Trinh nghĩ là cái phim này nói về vợ chồng, không có liên quan tới tình cảm ba mẹ. Chính xác. 52 giây, tiếp tục. Hoa hồng trên ngực trái, hồn ba ba da con gái. Suy nghĩ thật kỹ. Thời gian đang trôi qua. Cái này thấy cũng có vẻ 30. Về nhà đi con. Về nhà đi con đi. Cũng là về gia đình, nhưng Trinh lại cắt đi. Và đáp án là chính xác. Lại hai kết quả nữa mà thôi. Hoa hồng trên ngực trái hay hồn ba ba da con gái. Xin mời. Hoa hồng trên ngực trái cũng là tình cảm của người con dành cho ba mẹ. Tại vì thường đó là suy nghĩ thật kỹ. Còn 8 giây, đừng để hết thời gian nha. 4 3, cắt đi ạ. Cái này Trinh không chắc chắn lắm. Và kết quả đến là đúng rồi. Sao Trinh? Tại vì Trinh nghĩ là thường những cái bộ phim mà chiếu rạp sẽ đầu tư rất là nhiều về cái mảng nhạc phim. Và cái bài hồi nãy là một bài hát rất rất là hay. Mặc dù là Trinh chưa có dịp đi xem bộ phim Hồn Ba Ba Da Con Gái, nhưng mà trong cái lời bài hát hồi nãy cũng có những cái tâm sự của người con dành cho người ba của mình. Dạ. Nên Trinh nghĩ là cái này nó sẽ chính xác nhiều hơn là so với lại hoa hồng bên ngược trái. Dạ. Tại vì bên ngược trái là nói chung dành cho ba mẹ luôn. Chính xác là như vậy. Trong mùa Vu Lan thì chúng ta hay hát những cái bài hát đúng không? Bông hồng dành cho ba, bông hồng dành cho mẹ ở trên ngược trái. Và chính xác là ca khúc vừa rồi mang tựa đề là Tâm Sự Của Ta. Đây là OST của bộ phim Hồn Ba Ba Da Con Gái với sự thể hiện rất là hay của Thái Vũ. Xin được chúc mừng. Hãy cùng tạo ra một câu thần chú mới cho quả cầu số 3 xuất hiện nào. Và bây giờ sẽ là 4 đáp án dành cho Phương Trinh. 12, 16, 24 và 36. Trinh có đoán ra được điều gì hay không ạ? Một năm có bao nhiêu tháng? Trời, hỏi vậy hỏi chi, con nít còn biết. Hoặc là 3 năm có bao nhiêu tháng? Trời ơi, là 36 tháng luôn hả? Xem kỹ một bức hình sau đây và đến ngay với câu hỏi dành cho Phương Trinh. Xin mời bức hình. Nhìn cho kỹ nha. Ok. Ok.
chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi. Câu hỏi như sau: có tất cả bao nhiêu hình tam giác trong hình trên? Một phút thôi, phải đếm được tất cả các hình tam giác trong bức hình gợi ý vừa rồi. 60 giây bắt đầu. Xin đã loại đi, đáp án cao nhất là 36. Chính xác. Với khả năng quan sát còn lại của mình 51 giây, tiếp tục. Wow. Trinh ơi, 24 hình tam giác luôn hả? Quý vị thấy là trên bức hình vừa rồi chúng ta sẽ có những sự phân tích về những hình tam giác nhỏ ở trong hình tam giác lớn. À đúng rồi. Đó, thấy không? Rất là nhiều cái mình ghép lại. Không đơn thuần là mình nghĩ là số 12 hình tam giác đâu. Rất là khó, nhưng Trinh ơi, mà cái thời gian nó làm cho mình gấp quá. Mình cứ đếm đi đếm lại, không biết là mình có đếm đúng hay không. Mình nghĩ là không có tới số 24 đâu, tại vì Trinh đang phân vân giữa 12 với lại 16 thôi. Nhưng không sao, chúng ta đã trải qua cả ba câu với ba cầu rất là xuất sắc luôn á Trinh. Nhưng mình muốn nói với Trinh một điều, trong mọi hoàn cảnh Trinh rất đẹp nha Trinh nha. Một tràng hỗ tay cho Phương Trinh Charlie. Vô thế. Và quý vị thân mến, đừng chuyển kênh, chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Các bạn hãy dự đoán thử xem là tại sao Minh Xù lại lựa chọn cái bộ trang phục này xuất hiện ở quả cầu bí ẩn số 4. Tại vì chúng ta sẽ trả lời về nước Hàn Quốc. Rồi, ra nói quá trời tiếng Nhật luôn mà trả lời nước Hàn Quốc à. Em có dự đoán câu hỏi sẽ là gì không? Thì chắc là liên quan tới bộ đồ. Bộ đồ này sẽ là gì? Ví dụ như bộ đồ này được dệt bởi bao nhiêu sợi vải. Trời ơi. Bộ đồ này tên gì? Bộ đồ này tên gì? Quá dễ, cái này là quá dễ luôn. Hoặc là bộ đồ này Minh Xù thuê bao nhiêu tiền? Ý, cái này là người ta thuê chứ tôi không biết. Rồi, mời các bạn về vị trí của mình nha. Xin mời. Đi đến có khó khăn không Minh ơi? Nửa bước thôi anh. Thật sự ra rất khó khăn khi di chuyển cái bộ trang phục này. Cho nên mọi người hay thấy là khi người Nhật Bản, người ta đưa tay lên, cạch đi. Đó, rất là nhẹ nhàng, êm ái lùi. Đó, rất là duyên dáng, lắc thôi. Nhảy bài hip hop mình ơi. Rồi, kê đầu đi, kê đầu. Ôi, tự nhiên cái túng túng quá điệu à. Bỏ qua cái chuyện nhảy nhót với tôi. Đội trưởng thân mến sẽ phải lựa chọn ra tiếp tục một thành viên thách đố với quả cầu bê ông số 4. Và đây là thành viên xinh đẹp thứ hai của đội. Một tràng hỗ tay cho Hà Anh. Lên em. Bình tĩnh nha em nha. Bình tĩnh nha, từ từ thôi. Tới. Rồi bây giờ chơi nha. Với cái bộ trang phục này, hồi nãy thì Hà Anh cũng đã có suy nghĩ ra là bộ trang phục này tên gì. Đây có phải là
câu hỏi chính thức của chương trình hay không? Chúng ta hãy cùng nhau mở ra bốn đáp án. Xin mời. Furi Sode, Kosode, trời đất ơi, Yukata, Uchikake, Hobi. Đấy. Và đây chính là đạo cụ dành cho Han tham gia thử thách của mình. Xin mời. Cảm ơn anh. Đây. Dạ, mang vô đúng không anh? Mang vô. Cái kềm này sẽ giúp em cắt được đúng sợi dây. Mình đã có kinh nghiệm chơi ở mùa 1 rồi. Yeah. Lần này phải thật là chuẩn xác em nhé. Thường thường cái kinh nghiệm của em nó tới rồi nó đi, anh hiểu không? Anh hiểu luôn. Có thể giống như tình yêu của em hay không? Dạ. Cái gì vậy anh? Cuộc tình đến rồi đi. Hey, buồn làm chi mà nhung nhớ, làm gì mà để làm khổ đời nhau. Xin lỗi em. Đây sẽ là câu hỏi chính thức dành cho Hà Anh. Xin mời. Tại Nhật, áo kimono mùa hè làm bằng cô tông mỏng nhẹ, ít lớp vải để tạo sự thoáng mát cho người mặc, có tên gọi là gì? Trời ơi. Một phút bắt đầu. Em nghĩ là không phải là uchikake. Kimono uchikake. Bình tĩnh nha anh ơi, bình tĩnh nha. Em nghĩ là không phải uchikake. Chiến thắng. Cái này gọi là may mắn luôn á. Bởi vì là thật sự chúng ta nếu mà không biết thì không thể nào bám vào cái gì được cả. Chúc bạn may mắn nha. 44 giây tiếp tục. Furisode. À, tên này nó cũng hàng long quá. Em nghĩ chắc là cũng không phải đâu. Suy nghĩ thật kỹ. Furisode. Vẫn quyết định cắt. Furisode. Chính xác. Từ từ nha, anh ơi, từ từ thôi. Còn hai cái duy nhất thôi, 50-50. Phải làm sao đây? 28 giây, tiếp tục. Kosode. Có thể là Furisode thì không. Thì cái phần Kosode, thường thường thì tiếng Nhật nó sẽ có những cái nó liên quan tới nhau, có thể là Kosode cũng không phải. Bình tĩnh nha. Lưu ý thời gian 10 giây. 5 4 Nghĩ kỹ nha anh ơi. 3 2 1 Chỉ có 1 giây cuối cùng nữa. Và anh đã cắt đi sợi dây. Thôi xưa đi. Đã bắn là chúc mừng. Arigato gozaimasu. Hay quá anh ơi. Không, cái này anh hỏi thiệt nè, là Hà Anh có biết không? Em đã từng đi Nhật rồi và em thật sự là em không có biết tên gọi khác của kimono, nhưng mà bây giờ sau khi mà cắt cái sợi dây kosode thì em mới nhớ ra là có một lần thì một cái người bạn Nhật Bản của em có nói là đang tham dự một cái lễ hội và họ phải mặc cái bộ đồ đó thì yeah. họ lại không gọi là kimono mà lại gọi là yukata. Dạ. Trong văn hóa Nhật Bản thì kimono có nhiều phiên bản dành cho các dịp hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như là kosode là dạng kimono đơn giản trước những năm 1700 là áo lót mặc trong. Yukata là kimono mùa hè bằng cô tông mỏng nhẹ, ít lớp vải để tạo sự thoáng mát cho người mặc. Còn furisode lại là một loại kimono cực kỳ long trọng, tay áo thì dài gần chạm tới mặt đất, dành riêng cho những cô gái đến tuổi cầm kê. Còn uchikake đó chính là một cái form dáng phồng như là kén tầm, được dệt từ lụa thượng hạng và là áo cưới truyền thống của Nhật Bản. Wow. Hà Anh. Dạ. Thật sự anh phải nói với em là em biết rồi đó. Cái bộ đồ này, yukata là người ta mặc trong mùa hè. Dạ. Mà anh thì lại mặc mùa hè cộng thêm mùa hè. Là ở trong nó đã có mùa hè rồi em. Mà cộng thêm mùa hè nữa, nó thành mùa gì? Mùa hè double. Mùa hè double là cái mùa nực. Cho nên anh muốn giải phóng mùa hè bên ngoài để anh giữ mùa hè bên trong. Chờ anh một giây nhé. Hồ Biên. Wow.
Amazing. Amazing, anh Hồ biến một cái mất cái kimono. Anh biến một lần nữa đi. Thôi biến một lần nữa là cả đội này hai đứa đi về luôn á. Thôi đừng biến gì cả, chúng ta cứ tồn tại ở đây. Ngôi nhà phép thuật mà em sẽ có rất là nhiều điều bí ẩn đang chờ đợi tất cả mọi người. Và bây giờ sẽ là câu thần chú của em để triệu hồi quả cầu bí ẩn tiếp theo. Umbala. Sợ. Câu hỏi số 5 này chúng ta sẽ có 5 đáp án như sau, xin mời. 24 giây, 32 giây, 36 giây, 48 giây và 60 giây. Thời gian trung bình của người đàn ông bạn. Không lẽ hỏi là 1 phút có bao nhiêu giây? Quá đơn giản. Cũng có thể là câu hỏi đó đó anh. 1 phút có bao nhiêu giây? Nào, Trinh. Hả? Có một cái suy nghĩ gì về câu hỏi không? Cái câu đáp án như vậy là ai mà chả đoán được câu hỏi. Trời ơi, người phụ nữ từng trải của tôi đây rồi mọi người ơi. Đúng rồi, có nghĩa là trên bảng này có bao nhiêu câu trả lời. Không mệt cất bà đi. Cất. Không làm cho em bình tĩnh hơn chỉ làm rối hơn thôi. Bây giờ là mình mở ra câu hỏi luôn nhé. Xin mời câu hỏi số 5. Trong môn bóng rổ, đội đang kiểm soát bóng trên sân sẽ có tối đa bao nhiêu thời gian để ném? Chúng ta có 5 đáp án và 60 giây. 60 giây. Bắt đầu. Em nghĩ là chắc không có tới 60 giây đâu. Tại vì thường thường em thấy các bạn ném rổ nhanh lắm. Mà ném rổ ở cho em xem bóng rổ ở trong trường thôi, cái này không có giây. Mà thấy rất là nhanh, em nghĩ là không phải 60 giây. Bạn ấy đã quyết định cắt đi 60 giây. Chính xác. 43 giây tiếp tục. Em nghĩ là 36 rồi. Cũng không phải là 48 giây. Xuống tiếp. 24 giây thì có quá ngắn không nhỉ? Còn có 30 giây thôi. Bạn hãy cắt tiếp 48 giây. Ha. Đáp án là chính xác. May mắn nhưng em ơi, chúng ta chỉ còn 27 giây thôi. Đừng suy nghĩ quá lâu em nhé. 27 giây, tiếp tục. Không phân tích mà cắt luôn 32 giây. Và dây dành cho hai sợi dây màu hoàn toàn khác nhau, màu xanh và màu đỏ. À, tiếp tục. 36 hay 24 nhờ? Còn 3 giây. 3. Nhưng mà em không, 32 thì không phải, em chỉ nhớ mang máng là số 2. Giỏi quá em ơi. Cố lên. Em đau đầu quá anh ơi. Thật sự, bên cạnh những gì mà chúng ta ghi nhớ tạm thời quên, và bên cạnh đó chúng ta cần phải có sự may mắn. Và đáp án của chương trình đó chính là 24 giây. Và bất cứ khi nào một đội giành được quyền kiểm soát bóng ở trên sân thì trong vòng 24 giây phải ném vào rổ. Nếu không thì sẽ phạm luật 24 giây và bị mất quyền cầm bóng. Và bây giờ hãy cùng chờ đợi xem quả cầu bí ẩn số 6 như thế nào nhé. Nhưng trước hết phải chúc mừng đội mình hiện tại vẫn còn giữ 150 triệu. Ah!
vẫn như thường lệ có 5 giây màu hoàn toàn khác nhau cho em với 5 đáp án. Và bây giờ sẽ cùng với chúng tôi theo dõi 5 đáp án. Xin mời. Quả Việt Quốc, pizza, hạnh nhân, lasagna, lasagna là gì và kem. Wow. Món ăn nào cũng ngon. Em thích ăn nhất món nào trong này? Em thích ăn hết. Chỉ cần là đồ ăn là em thích ăn hết. Xin mời câu hỏi số 6. Chú mèo Garfield trong bộ truyện cùng tên yêu thích món ăn nào trong các món ăn sau đây? 60 giây bắt đầu. Em nghĩ là mèo không thích ăn kem. Em đoán vậy thôi. Nó mập lắm nha. Với việc đoán thôi, chú mèo Garfield không thích ăn kem. Chính xác. Vậy thì chú mèo Garfield không thích ăn món gì? Tiếp tục, xin mời 50 giây. Em nghĩ là hạnh nhân. Thiệt sự luôn á, không biết là Lý Bình với lại Sia Hải Châu có được chơi hay không nữa nè. 39 giây, tiếp tục. Last. Quý vị thân mến, Garfield là một nhân vật trong bộ truyện tranh hài hước cùng tên, và lasagna được biết đến là một món ăn khoái khẩu của chú mèo béo ú này. Lasagna là một dạng mì Ý dạng tấm hoặc là lá, hoặc là một loại pasta dùng phương pháp là nướng, gồm các nguyên liệu như là thịt, rau củ, phô mai. Thông qua câu hỏi này, tối nay về là phải đi ăn lasagna cho bằng được. Em khổ quá anh ơi, thiệt luôn á. Tại vì em rất là thích mèo, thích chó. Mà khi mà em follow những cái page về mèo với chó thì em cứ nhớ là có cho ăn mấy cái dâu rồi mấy cái trái gì mà cái miệng nó có màu màu á. Yeah. Thì em cứ nhớ là Việt Quốc hoặc là hai cái loại kia thôi. Nhưng mà thôi không sao cả. Em như vậy là rất là giỏi rồi. Rất giỏi. Đến với à, quả cầu ơi. Số 6, chúc mừng hả anh. Nhà mình thân mến, chúng ta chỉ còn 100 triệu thôi. Nhưng 100 triệu này có tồn tại hay không mà chỉ còn có hai câu. Câu số 7 với câu số 8. Câu số 8 thì chắc chắn là Lý Bình phải đối đầu rồi. Tại vì chỉ có đội trưởng mới được tham gia. Còn Tia Hải Châu thì phải tham gia câu số 7 này rồi. Em sẵn sàng chưa? Dạ. Yeah. Một tràng hoa tay cho Tia Hải Châu. Trọng trách của mình hiện tại khá là đơn giản, chỉ có một câu nữa thôi, đúng không em? Em thấy không đơn giản thế nào. Một tràng hoa tay động viên tinh thần cho Tia Hải Châu. Biết đâu được, với quả cầu bí ẩn số 7 này sẽ còn một món quà đặc biệt nữa cho em. Nếu như em trả lời đúng, em sẽ xài luôn được cái đó thì sao? Càng về sau càng nhiều quà em ơi, cố lên nha. Cố lên. Mình có bao giờ mà đọc mấy cái câu thần chú không? Dạ có. Thử nha. Dạ. Gọi quả cầu lên. Hum mà lật căng tê. Everything is fine. Yeah. Bé ơi, bé có thể giải thích cho anh cái câu thần chú là gì không? Anh có thấy hum mà lật căng tê nghe nó rối không? Hum mà lần á là tùm lum á. Đó, nói chung là nó hum mà lần, nhưng mà câu cuối cùng là everything is fine. Everything is fine, ok. Đó. Cuối cùng tất cả mọi thứ đều sẽ ổn thôi, tự trấn an bản thân. Như thường lệ, trao cho em chiếc kính ma thuật. Yeah, thank you. Xinh, rất là hợp. Có nghĩa là em thấy anh đẹp ra. Cảm ơn em. Nó
cái kính nó thần kỳ tới độ mà ở ngoài anh không đẹp lắm như vậy đó. Mày không đó, là đẹp sẵn rồi, nó có cái nền tảng rồi, xong đeo vô mới đẹp hơn. Bây giờ là mời em cầm cái này thật là chắc. Dạ rồi. 5 đáp án bắt đầu. Roman. Cô thích. Baroque. Baroque hả? Phục hưng. Oh man. Hy Lạp phục sinh. Wow. Tia, sao đứng hình rồi? Đừng hỏi em. Lý Bình ơi, có mình đang suy nghĩ về Hy Lạp phục sinh, phục hưng. Mà ở trên thì hình như là mình cảm giác là nó đang là cái tên của cái địa danh. Còn ở dưới thì là đang ở các phục hưng là một cái thời. Dạ, yeah, thời kỳ. Hoặc là đấu trường Hy Lạp gì đó. Đã được xây vào thời gian nào? Vô câu hỏi đi cho anh, mình ảnh mỏi lắm rồi đó. Chứ mà một người nói tôi xây qua, một người nói tôi xây lại. Thế thì bây giờ tôi xây về phía giữa để tôi bật mở bức ảnh ngay sau đây. Thấy chưa, biết lắm bức ảnh mà. Hãy nhìn kỹ bức ảnh này. Em nhìn kỹ nha. Soi, xét, nét. Hết giờ rồi. Rất bình tĩnh. Và bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá câu hỏi số 7 bắt đầu. Câu hỏi như sau: công trình này được xây dựng theo phong cách kiến trúc nào? Chúng ta có 5 gợi ý vừa rồi và 60 giây. Bình tĩnh em nhé. Bắt đầu. Bình tĩnh nha con, từ từ thôi, cẩn thận nha. Tại vì em nghĩ là Gothic nó sẽ cái gì đó. Đó, tối tăm một tí xíu em không biết. Dạ. Và kết quả là tại vì không ai đang nghĩ là cô thích hết á, thiệt sự luôn. Quý vị và các bạn khán giả thân mến, đây là một hình ảnh nhà thờ Burgos, Tây Ban Nha với lối kiến trúc Gothic đặc trưng, và đó là những mái vòm được vuốt nhọn, cửa sổ tròn to bằng kính màu được tô điểm như những bông hoa hồng và những tháp chuông ở trên cao. Sự khác biệt dễ dàng nhận thấy nhất giữa hai lối kiến trúc trung cổ này là trong khi kiến trúc Roman theo kiểu vòm cong tròn thì kiến trúc Gothic lại theo kiểu vòm nhọn. Khó thật chứ, đâu phải dễ đâu. Dễ lấy tiền của tôi quá thì tới đây làm cái gì, đúng chưa? Thôi thì trả kèm, trả kiến. À không, tặng kiến nhà có điều kiện. Mời bạn trở về với vùng đất phục hưng. Câu này khó con ơi, khó lắm luôn. Tôi không thấy bị lo lắng. 50 triệu còn lại nằm trong tay của đội trưởng hãy cố gắng giữ gìn. Trời ơi, sao dặn dò gì mà hơi đay nghiến vậy ta? Không có đâu. Cái kiểu mà gọi là viết hoa với viết thường á, viết hoa là cố gắng giữ gìn, này là viết đậm chút xíu, cố gắng giữ gìn. Tôi thích nữa. Highlight lên. Chạch đúng không? Dưới luôn nha. Chết thật, in đậm rồi còn tô màu lên nữa chứ. À, sao Bình? Càng về sau cấp độ càng khó hơn thì có vẻ như là mình đã mất đi 150 triệu rồi, chúng ta chỉ còn lại 50 triệu trong tay bản thân mình nữa mà thôi. Sao? Cảm giác rất là lo lắng. Lo lắng. Hồi hộp. Khi mà mình giống như như lúc nãy thì khi hai anh chơi thì mình có cảm giác được trơn tru hơn. Bắt đầu mình có niềm tin, có động lực. Thì khi tới Tia chơi thì vừa nghe câu đầu mình cũng không nghĩ là vừa nghe phát đầu tiên, cái đầu tiên như giờ trong lòng mình nó bắt đầu thấp thỏm, lo sợ. Bắt đầu run rồi đúng không? Biết đâu nhiều khi tới lúc mình chưa cắt là nó nổ rồi đó. Không, phải cắt mới nổ. Dạ. Phải cắt thì nó mới có kết quả được nha. Giờ làm sao? Hơi hồi hộp. Giờ làm sao? Chơi không? Chơi chứ. Hay là quyết định là mình dừng lại cuộc chơi, mình mất 50 triệu luôn ra về. Tới đây là phải chơi chứ mình. Vậy thì mạnh mẽ lên, một tràng hô tay cho Lý Bình. Hãy xài những bước đi đầu. Hả, đi đâu vậy? Cố lên.
đàn ông duy nhất trong đội. Và người đàn ông này có vượt qua được quả cầu bé bự của chương trình hay không? Đây là một ẩn số. Đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Lại với quả cầu bí ẩn. Và đây là quả cầu cuối cùng của chương trình mang tên bé bự. Không phải lúc nào bé bự cũng hiền lành tốt bụng đâu. Bởi vì sao? Bởi vì gặp những người đàn ông mà đẹp trai lực lưỡng, phong thái lẫy lừng như thế này thì chắc chắn rồi, có bao nhiêu ở trong đem ra chơi hết. Thách đố mà, đúng chưa? Sao Bình? Muốn nói gì với em trước khi chơi không? Hãy đợi đấy. Và bé bự đã sẵn sàng. Mời Bình sẽ dùng những dụng cụ để tham gia trò chơi. Đây là chiếc kềm ma thuật. Cái gì mà rung vậy? Trời ơi, đừng có rung nữa. Nhận được năng lượng từ chiếc kềm. Thôi rung ra. Trời ơi, hết. Rồi. Và đây là chiếc kính dành cho Bình. Không kính. Cần cầm, tôi đeo luôn cho. Ok. Hay quá. Vô. Oh, kính 3D ư? Gì? Nhìn đâu cũng thấy 3D. À, 3 chiều hả? Đúng vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Lý Bình của chúng ta đã sẵn sàng và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bật mở ra 8 đáp án với quả cầu bí ẩn số 8. Xin mời. Tô Ngọc Vân. Wow. Trần Văn Cẩn. Nguyễn Sáng. Nguyễn Gia Trí. Dương Bích Liên. Nguyễn Tư Nghiêm. Nguyễn Tường Lân. Và Bùi Xuân Phái. Tất cả những cái tên này đều là những họa sĩ. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về câu hỏi không? Em nghĩ là hỏi là tên đường nào không có nằm ở quận Bình Thạnh. Nào Phương Trinh gỡ gạc lại em. Trinh nghĩ là đưa ra một cái bức tranh và hỏi cái người họa sĩ thì cái đó hơi khó. Cho nên Trinh nghĩ là nó sẽ làm một cái gì đó nó dễ hơn. Em nghĩ sẽ đưa ra một bức tranh và hỏi tên. Và đó cũng chính là câu hỏi này. Wow. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một bức tranh sau đây. Và câu hỏi là gì sau khi bức tranh khép lại, chúng ta sẽ bật mở. Xin mời bức tranh. Xin mời câu hỏi. Bức tranh Vườn Xuân Nam Trung Bắc được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia vào năm 2013. Đây là tác phẩm của họa sĩ nào? Vì khó khăn cho nên chúng ta sẽ có 2 phút. Và bây giờ là lập luận cá nhân của Lý Bình. 2 phút bắt đầu. Suy nghĩ trước khi cắt. Và cắt đúng màu nha. Bạn ấy đã cắt đi Dương Bích Liên màu trắng. Và đáp án là chính xác. 1 phút 48 giây, tiếp tục. Màu vàng là Trần Văn Cẩn à. Màu xanh dương là Tô Ngọc Vân à. Một họa sĩ rất nổi tiếng với bức tranh Cô Gái Bên Hoa Mận. Chính xác. Một phút 33 giây. Màu vàng Trần Văn Cẩn. Cắt nhưng không dám buồn. Mạnh mẽ lên Bình ơi. 3. Đáp án là hay quá. Ê, cho hỏi nhỏ là có cái sự quéo nhẹ ở đây không Bình? Không, có một sự quéo nặng. Quéo nặng luôn. Cho hỏi là tại sao mà Bình lại loại trừ đi ba cái tên vừa rồi? Thật sự á, trong đây cũng có cái tên mà mình có biết là họa sĩ Nguyễn Tường Lân. Nhưng còn về cái tác phẩm á,
thì do mình không có tìm hiểu nên mình không hiểu. Nhưng mình chỉ loại trừ bớt những cái tên mà của họa sĩ nữ thôi. Dạ. Của họa sĩ nữ. Đó là cái cách mình tự loại trừ thôi. Chưa là những họa sĩ nam, tại vì bạn xác định đây là một tác phẩm của họa sĩ nam. Đúng vậy. Và chúng ta tiếp tục chứ hả? Tiếp tục. 1 phút 23 giây, bắt đầu. Bạn ấy đã loại đi Nguyễn Tư Nghiêm. Ba. Hay quá. Sợ luôn anh. Và tiếp tục thôi nào. Màu đỏ là Nguyễn Sáng. Hiện tại thì quả thật như lời Bình chia sẻ là chúng ta còn lại những cái tên là nam. Và quen với Bình là Nguyễn Tường Lân. Để xem nhé. Mời bạn, 59 giây tiếp tục. $50 triệu có thuộc về các bạn hay không? Còn 2 sợi dây nữa. Bùi Xuân Phái là một cam. Rất tròn chỉnh. 3. Bình tĩnh nha, bây giờ mình cổ vũ thôi. Đi vô, cổ cái gì vũ. Trời ơi, ráng nha, còn cộng màu tím với cộng màu xanh lá cây thôi. 33 giây sẽ làm nên kỳ tích hay không? 33 giây, tiếp tục. Thật kỹ nào, đừng vội. Còn 3 giây cắt cũng được. Minh Sù sẽ nói số giây cho bạn. 20 giây. 15 giây. 10 giây. Bình ơi, nhớ đi. Bình nghĩ kỹ nha. 2. Suy nghĩ kỹ. 1. Và đó là chúc dạ xin lỗi chủ nhân đã bị lấy thêm 50 triệu. Nhưng chúc mừng các bạn đã có 50 triệu bây giờ. Quá giỏi. Nhưng quá mà hay. Cho mình dùng hỏi nha, thật sự ra thì bạn đã làm cho tất cả mọi người thót tim. Bởi vì những cái dây cuối cùng wow. Là bạn quyết định là màu xanh lá cây bạn cắt rồi. Yeah. Sau đó thì bạn lại thay đổi dây màu tím. Tại sao vậy Bình? Ngay từ ban đầu Bình bước tới cái chương trình này thì mình có nói là chương trình này có một cái ma thuật gì đó trong quả cầu này. Thì mình thử dùng cái cảm xúc của mình. Dạ. Mình cảm nhận coi cái ma thuật của quả cầu này nó nằm ở sợi dây nào. Giờ mình cắt. Cho nên tôi xác định màu tím rất hợp với Lý Bình. Nghệ thuật Lý Bình. Bởi vì cái tinh thần rất là bình tĩnh để quyết định. Mà quyết định đúng hay sai thì chúng ta sẽ là người chịu trách nhiệm với cả đội, đúng không? Rất là khó khăn nhưng không sao. Chúng ta đã có 50 triệu đồng rồi, hãy cười thật là tươi nào. Quý vị thân mến, với bức tranh vừa rồi thì chúng ta sẽ có một cái lời giải thích như sau. Đó là bức tranh Vườn Xuân Trung Nam Bắc của danh họa Nguyễn Gia Trí ra đời trong giai đoạn đất nước còn chiến tranh và khởi đầu từ năm 1969 và hoàn thành xong vào năm 1989.
họa phẩm mô tả không khí ngày xuân và hình ảnh các thiếu nữ ba miền Bắc, trong Trung, Nam trong trang phục truyền thống chảy hội xuân với khung cảnh chùa chiền và cây cối. Và chúc mừng các bạn đã có 50 triệu đó về. Quả cầu bí ẩn được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ Minh Sư xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau. Xin chào tất cả mọi người, chúng mình là Monster. Đẹp trai quý vị, đẹp trai hả? Mà còn có những cái in love đồ này nè, sẽ tan chảy phía dưới hết trơn. Đập vào tim đó anh. Xác suất tìm ra câu trả lời đúng hơi khó. Sao Nicky? Quá đơn giản. 8, em tưởng là phải 18 em mới sợ, nhưng mà 8 thì... Và với chương trình lần này chúng tôi sẽ có 18 đáp án cho Nicky. Con cờ bay là bay la, bay từ cửa phủ, bay ra cánh tơ. Wow. Anh Minh Sú ơi, anh Minh Sú ơi, anh Minh Sú ơi. Kì ơi, Kì, chương trình cho câu hỏi khó lên đi chứ. 2 phút bắt đầu. Ơi trời ơi, cắt nhá, em cắt đấy, em ui trời ơi.